Sáng 25 tháng 3, ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, xác nhận một nhân viên thuộc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa, trực thuộc sở, đóng tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt để điều tra về ma túy. Theo ông Huệ, nhân viên bị bắt giữ là ông Nguyễn Ngọc Huy, nhân viên hợp đồng của cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa. Ông Huệ cho hay, ngày 24 tháng 3, công an đã tới khám phòng làm việc của ông Huy trong cơ sở tại Nông Cống. Chúng tôi cũng mới nắm được anh này có hành vi liên quan tới ma túy, còn cụ thể như thế nào công an chưa thông tin. Cũng theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Huy bị bắt ở ngoài cơ sở cai nghiện, đơn vị bắt là công an huyện Đông Sơn. Ông Huệ nói, sáng ngày 25 tháng 3, chúng tôi sẽ làm việc với cơ sở để nắm bắt thông tin cụ thể, sau đó sẽ có thông tin tới báo chí. Được biết, tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa từng xảy ra bê bối khi có một nguyên lãnh đạo và kế toán của đơn vị này bị bắt về tội tham ô tài sản. Theo đó, Ngày 18 tháng 9 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Chí Cường, trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Đỗ Thị Dung, sinh năm 1985, nguyên là kế toán trưởng do để xảy ra sai phạm từ thời đang làm giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.